mọi người nha, đây là mình đây, là Nhật đây. Nay mình buổi nay là một ngày mát rời. Ở bên này thì có nắng nhưng mà nó cũng không nóng như ở bên mình. Thì nay là mình đi review cho các bạn về cái chợ đồ cũ Nhật. Cái chợ này thì nó cách chỗ mình khoảng độ 6 đến 7 cây. Thì mình nay là mình đi xe đạp cùng với hai người bạn nữa. Mình đi chắc mất tầm khoảng 20 đến 25 phút là sẽ tới nơi. Nhưng mà nay thì trời thì gió hơi to. Đây cho các bạn xem. Mình thì đang sống và làm việc ở tỉnh Nara của Nhật, thì chỗ mình nó lại rất là nông thôn. Toàn nông thôn, toàn đồi núi không ạ? Đây toàn đồi núi không ạ? Kia xa xa kia. Xa xa kia công ty to kia là công ty của mình làm đó. Mình đang làm việc ở đấy. Chỗ mình cũng không khí nó thoáng mát lắm, rất là trong lành. Và cái đường phố bên này thì như các bạn đã thấy đây, bên Nhật thì người ta thì đi xe đạp thì sẽ đi về bên trái nhá các bạn nhá, còn đi bộ thì là đi về bên phải. Còn hầu như ở Nhật thì mình thấy hầu như ở Nhật thì người ta hầu như toàn là đi xe đạp và ô tô không à. Đây các bạn ý đây, đường đây rất là to rộng này, toàn ô tô không à. Đây có vài anh em mình đi xe đạp đấy. Và mình đi xe đạp thì khi mà đi bên trái này thì mình sẽ đây mình sẽ phải đi qua làn này. Đây đây là mình đã sắp tới nơi rồi này. Đây mình đang dừng ở một đèn đỏ. Mà khi mà các bạn đợi đèn đỏ ở Nhật ý, mà các bạn mà đợi khoảng lâu lâu mà các bạn sang mà các bạn cứ đợi ý, đợi lâu lâu mà lại không thấy nó chuyển xanh ý, thì các bạn phải để ý các cái cột đường. Đây ví dụ mà nó có cái nút này đây thì các bạn sẽ phải ấn vào cái nút này, thì trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ tự động chuyển về xanh để cho các bạn sang đường. Còn bình thường thì các bạn chỉ cần đợi thôi và sang đường thôi. Đấy như chỗ này là mình sẽ phải ấn nút này đó các bạn, và tí bọn mình sẽ sang đường để đi lên trên đoạn trên kia là đến sẽ đến chợ đồ cũ. Tên mình đã đến rồi đây. Đây là một chợ đồ cũ ở chỗ mình. Đây, thì nó có tên là như thế này. Và bên cạnh này thì có một cái siêu thị nữa. Đồ ở đây thì cũng rất là khá là rẻ. Mình thì hay đến đây mua chân gà để về ăn. Bây giờ thì mình vào thử đây nhá, xem có cái gì không nhá. Mình thì cũng hay đi ở chỗ này. Mặc dù ở đây thứ nhất là đây tối đây, mặc dù đồ đây cũ nhưng mà mình nhìn rất là đẹp luôn. Trời, mình thì cái nào cũng thích. Trời ơi, nhìn vào châu ví này thì mê luôn. Còn đồ trong này thì hầu như đồ trong này thì mình biết thì hầu như là toàn là đồ hiệu thôi. Đa số đây mình thấy là đồ hiệu hết rồi, đồ chính hãng. Thường đi chợ ở Nhật Bản thì hầu như là nó cũng giống như siêu thị thôi, hầu như là cái gì cũng có, nó không như ở bên Việt Nam mình. Rồi đây là vào gian hàng mình cũng rất thích. Chào là, rồi quá ưng luôn. Tính đáng nhưng mà chưa có tiền mua. Mình sớm có tiền mua camera làm ra những thông tin hay dành cho các bạn nhé. Trời, siêu nhân, trở về tuổi thơ. Loa này mình thì cũng rất thích này, nhưng mà hiện tại thì mình cũng phòng mình thì cũng có mua một cái rồi. Chơi trước mình cũng đã, trời ơi đam mê của mình các bạn ạ, trước mình cũng đã từng mua một cây đàn ở đây, về đấy là cũng đã quyết tập rất là nhiều, nhưng mà một thời gian cũng chán. Bây giờ thì
Thỉnh thoảng thì có nôi ra tập thôi, tập tành thôi. Đúng là đam mê một thời của mình. Giờ thì vẫn còn yêu thích nó. Ở đây thì hầu như là mình thấy rất là nhiều quần áo luôn. Này, toàn sale không à? Sale, sale, sale 50%. À, toàn quần áo không? Mùa hè mà. Nên người Nhật thì mình thấy ở đây người Nhật thì đi đến đây mua quần áo rất là nhiều. Giày, đồ cũ này, quần áo này. Quần áo này. Quần áo rất là nhiều này, quần sách này. Mũ này. Quần áo nam nữ đều có hết này. Chào mọi người nha. Hiện tại thì vừa lấy là mình đang đi quay cho các bạn thì trời mưa to quá nên mình không thể tiếp tục quay được nữa. Thì hiện tại thì mình mới hai bạn mình đã về đến qua mặt ở nhà rồi. Thì cũng mưa hơi ướt nên thôi là mình xin phép dừng video ở đây nhá để mình làm video cho các bạn xem tiếp tục nhá. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ mình và cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người.